lại ha. Dạ hôm nay cũng càng tiếng là anh em thông cảm hết ha. Rồi hôm nay cái cây này của ông anh em nè, cây dán thú nha cả nhà. Cây này mới ghép một mùa mà cả nhà thấy nè, cái bông nó rất là chuẩn nha. Bông này nở hơi sớm nhưng mà còn rất là nhiều quá. Để quay từ từ nữa. Đây đẹp quá cả nhà, có đủ đầy đủ luôn nha, hai chân trước cái rồi lực ha. Mặt bông cả nhà thấy nè, màu sắc rất là đậm luôn á. Đây rồi cả. Rồi quay mặt sau luôn nè. Hôm nay là ngày 30 chứ nè, 30 Tết rồi. Đó. Thì những cái cây này thì mùng 1 cái nở nó rộ hết ha. À, cái này có lẽ là ông anh sẽ đem về. Ông anh sẽ đem về ha. Không để chưng Tết luôn. Cái cây này thì không có bán rẻ được ha. Thì có nhiều người ta chê sớm á. Sớm nên người ta không có lấy. Thì anh quyết định anh để lại luôn, anh không bán, anh đem vô trong đây cả nhà, đem vô trong không có bán á, không có bán không cho thuê luôn, đem vô chân, đẹp quá đẹp luôn, đây là như cái mỏ nó ha, cái miệng đó, rất có duyên, hai chữ trước được, cái này hoành khoảng 30 mấy đó cả nhà, mình nuôi khoảng 2 năm nữa, cái cốt trên bằng cổ tay nè. Bạn 18-20 hoành à. Nó liền cái cốt này là sau này rất là đẹp cây ha. Nó số nó đã liền rồi. Đó, cây đã liền rồi. Tới thời điểm này thì cây của em cũng còn khoảng trên dưới 20 cây nữa cả nhà. Thì buổi chợ trưa 11 giờ em đã về rồi. Hôm nay sẵn cái giờ cuối này em quay cái clip ngắn, thấy cái thú này đẹp quá, quay cho cô chú anh chị mình ngắm chơi nha. Hơi khang tiếng nhưng mà mong cô chú anh chị đồng cảm. Rồi chúc cô chú anh chị mình năm mới an khang thịnh vượng nha, nhiều sức khỏe nha. Dạ em xin mến chào ạ.